nó tiện lợi hơn là sầu riêng vị thiên thái của chúng ta. Và khi chúng ta cùng nhau cắt cái chất lượng cơm, đây cơm này là cơm của sầu riêng Thái và đây là cơm của sầu riêng Musaka. Xin chào quý bà con, mình là Oanh sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay Oanh muốn quay trở lại với kênh siêu thị cây giống để cùng nhau cùng với bà con chúng ta làm một cái video gọi là so sánh về chất lượng sầu riêng Musakin và sầu riêng Mon Thon Thái. Sầu riêng Mon Thon Thái thì đã xuất hiện ở Việt Nam chúng ta khá là lâu rồi, cũng trên mười mấy năm rồi, và sầu riêng Musakin thì vừa xuất hiện ở Việt Nam khoảng 2-3 năm nay và đã bắt đầu cho trái mối đầu tiên ở những cái vườn gọi là tiên phong về trồng sầu riêng Musakin. Trong đó là có vườn của bác Hai, Oanh cũng đã test thử cái sầu riêng Musakin trồng tại Việt Nam ăn ngon như thế nào cho bà con rồi. Nhà anh Viễn thêm một cái link ở phía sau để bà con có thể xem cái video đó nhé. Và Oanh hôm nay Oanh muốn chia sẻ với bà con về cái gọi là chất lượng cơm cũng như màu sắc của sầu riêng Mon Thon Thái so với sầu riêng Musakin nhập khẩu từ Malaysia là như thế nào. Trên tay Oanh đây là một cái hộp sầu riêng Musakin là nhập khẩu từ Malaysia, và ở đây thì phương pháp đóng gói của các anh chị tức là chúng ta sẽ ép chân không. Thế dĩ nhiên là khi ép chân không thì nó sẽ không có ngon bằng chúng ta ăn trong trái như thế này, đúng không bà con? Nhưng mà con sẽ cùng với bà con chúng ta cùng so sánh về màu sắc, về chất lượng muối của sầu riêng Mon Thon Thái và sầu riêng Musakin sẽ như thế nào khi chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên sầu riêng Musakin và sầu riêng Mon Thon Thái đều là những sầu riêng và sầu riêng rất là ngon nha bà con nhé, rất là ngon trên thị trường thế giới hiện nay chứ không phải ở riêng ở Việt Nam chúng ta. Đây là sầu riêng Musakin nha bà con nha. Đây là sầu riêng Musakin. Con sẽ bóc thử một cái muối. Con sẽ bóc thử một cái muối to. Tại này cái hộp có một cái hộp có một cái muối to mà con đã ăn rồi. Ghiền quá ăn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bóc một nó hơi nước đó. Đây là lý do tại sao con không có thích ăn những cái loại sầu riêng mà nó ép trên không, tại vì nó sẽ hơi bị nước khi chúng ta để con lật cái mặt bên này đi cho nó khách quan hơn. Đây là sầu riêng Musakin nha bà con nhé, sầu riêng Musakin, và đây là sầu riêng Mon Thon Thái, thì bà con có thể xem ở phía bên trong thêm một chút nữa. Cái trái này thì nó hơi chín. Ok, rất là vàng nha bà con. Xin lỗi, rất là to ha, muối bên này thì rất là to, nhưng bà con có thể xem một cái muối sầu riêng mà nó hải hùng như vậy luôn đó. Nhưng mà con sẽ bóc cái muối nhỏ bên này ra để chúng ta dễ so sánh với cái thằng bên này ha. Đơ, sorry. ok đây em bà con ơi. Đây là sầu riêng Mon Thon Thái và đây là sầu riêng Musakin. Thì khi bà con nhìn ở trên đây thì bà con có thể hình dung được về màu sắc rồi, đúng không ạ? Bây giờ con có thể hình dung được màu sắc của sầu riêng Musakin thì nó sẽ vàng ươm, vàng đậm hơn so với sầu riêng Mon Thon Thái của chúng ta. Đây là sầu riêng Musakin nha bà con nhé. Con sẽ bưng cái dĩa này lên cho bà con để hình dung. Đây là sầu riêng Musakin và đây là sầu riêng Mon Thon Thái, và bà con hãy nhìn về màu sắc thì sầu riêng Musakin á sẽ có màu vàng ươm hơn, màu vàng đậm hơn so với sầu riêng Thái. Và bây giờ Oanh sẽ bà con có thể thấy là sầu riêng Musakin cái muối của nó sẽ vừa ăn hơn, đúng không ạ? Nó nhỏ vừa. Cái này thì Oanh nghĩ là cái một cái muối nhỏ thôi, tại lúc nãy Oanh ăn một cái muối to hơn thì nó sẽ sầu riêng Musakin nó sẽ chia nhiều hạt, nó dễ ăn hơn, nó tiện lợi hơn là sầu riêng vị thiên thái của chúng ta. Và khi chúng ta cùng nhau cắt cái chất lượng cơm, đây cơm này là cơm của sầu riêng Thái và đây là cơm của sầu riêng Musakin. Đây bà con có thể thấy ha, con cầm lên cho bà con xem, bà con có thể thấy là cơm của sầu riêng Musakin nó sẽ mịn hơn cơm của sầu riêng Thái. Sầu riêng Thái nó sẽ hơi có sơ nhẹ nha bà con nhé, sầu riêng Thái nó sẽ hơi có sơ nhẹ khi chúng con ăn sầu riêng Thái. Con ăn sầu riêng Musakin sao nó sẽ so sánh cho bà con cùng xem.
theo ý kiến một cách chủ quan của phía Oanh thì sầu riêng Moschino nó ăn ngon hơn sầu riêng Thái, nhưng mà con nhắc thứ nhất nó ngọt đậm hơn, cái thứ hai là nó không bị sơ, nó mịn lắm, rất là mịn, ruột của sầu riêng Moschino rất là mịn, cái thứ hai nó rất là mịn, và cái thứ ba là nhìn màu sắc nó mắt mắt hơn. Nên là nếu mà cho Oanh chọn sữa sầu riêng Moschino và sầu riêng Thái thì Oanh sẽ chọn sầu riêng Moschino để Oanh dùng. Tuy nhiên là nếu mà bạn nào không có thích cái vị ngọt gắt đó, thì chúng ta có thể dùng sầu riêng Thái. Nhưng mà con có thể thấy là sầu riêng Thái của chúng ta, có thể quay cận cảnh hơn giúp em được. Sầu riêng Thái của chúng ta thì cái phần cơm của nó nè bà con. Đó. Phần cơm này á, mai là trái này nó không có sơ nhiều nè. Trái này là không có sơ nhiều. Nhưng mà nó không có mịn. Nó không có mịn bằng cái sầu riêng Moschino ở bên này. Sầu riêng Moschino nó sẽ mịn hơn, và cái phần cơm nó sẽ mịn hơn rất là nhiều. Ha bà con ha. Nhưng mà Moschino thì thấy là nó ngọt hơn. Nên là bạn nào thích ngọt thì chắc là sẽ không có thích ăn sầu riêng Moschino mấy. Đây là ý kiến chủ quan của Oanh khi mà Oanh test hai cái trái này nha. Sầu riêng Thái nó sẽ nhạt hơn. Tuy nhiên nếu mà nói về cái hạt á thì sầu riêng Moschino á sẽ có cái hạt to hơn nha. Tỷ lệ thịt của sầu riêng Moschino không có cao bằng tỷ lệ thịt của sầu riêng Thái. Cái hạt này gọi là hạt lép nè, gọi thành một đống luôn. Không biết ai dám ăn không nữa. Đây là cái thịt của, đây là cái hạt của sầu riêng Moschino một cái múi nhỏ. Và đây là cái hạt của sầu riêng Thái một cái múi lớn. Thì nếu mà so chung về cái độ dày của cơm á, thì bà con có thể thấy là sầu riêng Thái á, nó sẽ có cái cơm dày hơn, tức là cái tỷ lệ hạt của nó nhỏ hơn, lép hơn so với sầu riêng Moschino. Được ạ. Chúng ta khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được là cái độ mịn của cái cơm sầu riêng Moschino so với cơm sầu riêng Thái thì Moschino nó sẽ mịn hơn, cơm nó sẽ mịn hơn. Và màu sắc á, thì chúng ta không bàn cãi là như trên màn hình mà con có thể thấy là Moschino nó có màu vàng ươm và sầu riêng Thái thì nó có màu vàng nhạt hơn xíu. Đây là những cái ý kiến là chủ quan của phía bên Oanh khi mà Oanh test hai cái trái sầu riêng hiện hữu như thế này, là sầu riêng Moschino từ Malaysia và sầu riêng Thái tại Việt Nam chúng ta đã trồng. Thì nói chung quy lại thì sầu riêng Thái và sầu riêng Moschino đang là hai loại sầu riêng có thể mang lại cái giá trị xuất khẩu rất là cao. Và sầu riêng Moschino thì mới xuất hiện gần đây ở Việt Nam, và bà con cũng đang rất là lăn tăn là không biết là trồng ở Việt Nam thì chất lượng trái như thế nào. Thì hiện tại ở một vài nơi ở Tây Nguyên cũng như ở tại cái miền Tây Nam Bộ, cái vùng mà Oanh đã test cho bà con xem, thì đã có trái những cái trái Moschino đầu tiên và cho cái chất lượng hạt cho cái chất lượng thịt rất là ok, rất là ngon. Và Oanh còn để ý nữa là cái tốc độ phát triển của sầu riêng Moschino ở giai đoạn cây giống nó sẽ không có nhanh bằng sầu riêng Thái và sầu riêng Ri 6. Tuy nhiên khi bà con đã cho bạn ấy chạm đất, bạn ấy được trở về đất mẹ, được trở về với thiên nhiên, thì bạn ấy lại có một cái tốc độ phát triển gọi là cực kỳ mạnh mẽ, đã bắt rễ rồi phát triển cực kỳ mạnh mẽ nha bà con nhé. Và cái vùng Tây Nam Bộ lần hồi đầu năm bà con biết là bị ngập mặn rất là, nhiễm mặn rất là nặng và rất là lâu. Tuy nhiên sầu riêng Moschino vẫn có thể mang trái được. Và ở Malaysia thì sầu riêng Moschino được trồng ở trên núi, điều đó cũng một phần chứng tỏ cho bà con thấy là sầu riêng Moschino có một cái khả năng phát triển rất là mạnh, vượt trên mọi cái hoàn cảnh, mạnh mẽ hơn, sức sinh trưởng mạnh mẽ hơn so với Thái và Ri. Và một lần nữa thì có thể khẳng định là sầu riêng Moschino có một cái chất lượng cơm rất là ngon. Tuy nhiên thì chính người Mỹ thì có thể là thực khách này thì người ta thích ăn Moschino, còn những cái bạn khác người ta có thể thích ăn Thái, nên là chúng ta có thể trồng sen, trồng nhiều dòng hai loại khác nhau cũng được ha bà con ha. Sầu riêng Moschino thì sẽ thích hợp hơn ở trồng những cái vùng có mực nước, có vùng cao hơn mực nước biển như vùng Lâm Đồng, vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên cái trái hôm trước mà Oanh test ở vùng Tây Nam Bộ thì cũng đã có cơm rất là ngon rồi, nên là vùng Tây Nam Bộ hiện tại cũng đang nhân rộng rất là nhanh nha bà con nhé. Đây là video Oanh chia sẻ một cách trực quan và một cách rất là chủ quan về hai cái trái sầu riêng Thái và sầu riêng Moschino mà Oanh đang có ở đây. Thì trước hết là Oanh nhắc lại là Oanh thấy nó vàng, Moschino nó vàng hơn, chất lượng cơm nó ngon và nó mịn hơn. Tuy nhiên cái phần thịt so với phần hạt thì sầu riêng Thái là nhỉnh hơn, tại vì cái phần thịt của sầu riêng Thái nó nhiều hơn.
thì chúng ta có thể là nghiên cứu thêm để chúng ta có thêm nhiều cái dữ kiện, nhiều thông tin hơn để chúng ta lựa chọn cái sầu riêng nào cho khu vườn của mình nha bà con nhé. Còn bây giờ Oanh cùng với các anh chị, các cộng sự của mình sẽ bắt đầu chén cái bữa tiệc sầu riêng ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con trong những video phần tiếp theo. Bà con nhớ đăng ký kênh và nhớ like và chia sẻ video để giúp tạo thêm động lực cho Oanh cùng với team của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết, khi đến với kênh siêu thị cây giống, Oanh cùng với các cộng sự của mình thường hay chia sẻ đến quý bà con những cái loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao. Bên cạnh đó thì siêu thị cây giống cũng đồng hành với khu vườn của quý bà con, chia sẻ những kỹ thuật thực tế, những cái loại phân tước gọi là hữu dụng nhưng mà tiết kiệm ngân sách và đặc biệt hiệu quả đối với khu vườn của quý bà con. Bà con cũng biết là cái gốc cái rễ là cái quan trọng nhất. Ngày hôm nay Oanh muốn bật mí một cái bí mật mà Oanh thấy rất là tuyệt vời về một cái loại sản phẩm dành riêng cho rễ. Đây là sản phẩm dinh dưỡng dành riêng cho rễ đến từ Hoa Kỳ, đó có tên gọi là Humic Hoa Kỳ ha bà con ha. Trước tiên thì Oanh muốn chia sẻ về công dụng của Humic Hoa Kỳ. Bà con có thể thấy rõ ràng trên bao bì, đặc biệt đó là giải độc phèn, giải độc hữu cơ và ra rễ cực mạnh, chống nghẹt rễ, vọt đọt mạnh, bông dày và trái to. Với cái công thức rất là đặc biệt là 80% hữu cơ và 20% vi lượng, bổ sung các chất dinh dưỡng rồi là rất là cần thiết cho cây, giúp cho cái bộ rễ, cái dinh dưỡng của rễ, cái rễ của chúng ta đầy đủ chất dinh dưỡng. Và cây nào nó cũng cần hết nha bà con nha, cả cây ăn trái, cây kiểng, cây lúa, cây gì nó cũng cần hết. Và khi mà cái rễ nó được kích thích mạnh như vậy sẽ giúp cho cái cây của chúng ta gọi là hút chất dinh dưỡng nhanh, năng suất cao, trái to, và đặc biệt là sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm rất là nhiều chi phí và ngân sách cho cái việc sử dụng phân thuốc các bà con ha. Đây là sản phẩm Humic Hoa Kỳ, nó có hai cách sử dụng. Cách sử dụng thứ nhất là bà con sẽ trộn với lại phân gà hoặc là phân chuồng theo tỷ lệ là 100 kg phân và 1 kg Humic Hoa Kỳ, chúng ta có thể rải đều xung quanh tán cây để làm phân. Và cách sử dụng thứ hai là chúng ta có thể pha với nước. Một bịch 1 ký như thế này chúng ta sẽ pha với lại 400 lít nước và chúng ta tưới được cho tới 200 gốc ha bà con ha. Tưới xung quanh tán được 200 gốc sẽ giúp cho cái bộ rễ của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh ha bà con nhé. Đây là hai cách sử dụng của Humic Hoa Kỳ và đây là hậu vệ. Và cái thứ hai mà Oanh muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay đó chính là chai siêu vọt đọt của nông nghiệp Hoa Kỳ. Chai siêu vọt đọt này Oanh muốn chia sẻ về tác dụng của nó rất là thú vị ở chỗ là bung đọt cực nhanh. Tức là cái đọt, cái tược nó sẽ bung rất là nhanh ha bà con ha. Nó bung đọt rất là nhanh như thế này. Đấy. Rồi, cái nữa đó là nó sẽ giúp cho đánh thức cái mầm mà nó ngủ đông. Nhiều bà con chia sẻ với Oanh là cây trồng về nó cứ ngủ hoài, nó không chịu ra mầm. Thì cái chai siêu vật đọt này nó có một cái chức năng đặc biệt là đánh thức mầm ngủ. Đã ngủ rồi phải, chúng ta phải đánh thức dậy. Và cái nữa là khi mà đó là những cái cành già rồi, nó sẽ giúp những cái cành già đó là phun đọt, ra đọt cực mạnh ở trên cành già. Và với cái công thức rất là đặc biệt và được chế tạo ở dạng gọi là phân tử nano dinh dưỡng, khi mà chúng ta phun ở trên bề mặt lá nó sẽ thấm rất là nhanh vào ở trong bề mặt lá, xen lõi qua các cái tế bào lá, thấm vào bên trong giúp cho cây như chúng ta gọi là tược nó ra rất là nhanh và tược rất là mập nhé bà con nhé. Và cách sử dụng của siêu vật đọt là chúng ta sẽ pha, nếu mà bình quải 16 lít chúng ta sẽ pha đó là 20 đến 25cc cho một cái bình 16 lít xịt vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nếu mà sử dụng cho hệ thống phun tưới tự động thì chúng ta sẽ pha một chai 500ml này với 2 phi nước và chúng ta sẽ xịt được cho là 200 gốc rất là hiệu quả. Và chúng ta sẽ xịt phun đều ở trên lá và nhớ là chúng ta chỉ xịt vào buổi sáng hoặc là buổi chiều thôi, chúng ta không xịt vào buổi trưa nhé. Cái phần mà chồi tược này nó rất quan trọng giúp cho tạo tán cây nó nhanh. Và vì thế thì cây nó sẽ nhanh ra hoa kết quả, giúp cho chúng ta là sớm thu hoạch được trái và nhanh tiền vào trong túi, đúng không ạ? Thì cái bộ đôi sản phẩm Humic Hoa Kỳ và siêu vọt đọt gọi là kích ở dưới vọt ở trên, nó sẽ giúp cho cây của chúng ta sẽ phát triển mạnh, xanh, đẹp, tàn đều, đẹp, lá rất là dày, chồi tược gọi là bung tung té luôn. Đó là cái kết quả mà Oanh đã nhận được rất là nhiều và phản hồi rất là tích cực từ những cái nhà vườn đang sử dụng những sản phẩm của bên siêu vọt đọt và Humic Hoa Kỳ. Trăm hay không bằng một thấy, một lần sử dụng còn nhiều hơn 100 lần nói. Thì bây giờ Oanh mời bà con chúng ta cùng nhau trải nghiệm thử bộ đôi sản phẩm siêu vọt đọt và Humic Hoa Kỳ.
một tiền vệ và hậu vệ chính yếu cho cái cây của chúng ta, để trải nghiệm và cùng nhau bàn luận về kết quả nhé bà con nhé.